Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu đến các bạn module LED quay LDE. Đây, đây là những cái linh kiện của module này. Thì chúng ta sẽ có là một tấm PCB và một số cái linh kiện như sau. Ở đây thì chúng ta có đế pin, một con 89S52 và một đế 40 chân. Đây, chúng ta có một số led thẻ hàn vào đây. Đây, chúng ta có một cái nút nhấn, một cái cảm biến rung thạch anh, công tắc nguồn, rắc IDE10 để nạp chương trình. Chúng ta có hai con trở 1,5k, hai con trở 10k, một diode MN4007 và hai bộ ốc vít để bắt đế pin. Đây thì để hàn module này chúng ta sẽ hàn như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ hàn trước cho mình cái khối thạch anh. Thì đây thạch anh các bạn sẽ có ký hiệu ở trên này như sau. Các bạn sẽ lắp thạch anh vào đây. Đây chúng ta có hai con tụ gốm 22p thì các bạn sẽ lắp vào đây. Thì thạch anh với tụ gốm này thì chúng ta không cần phân biệt chiều, các bạn hàn chiều nào cũng được. Đây. Chúng ta có hai con trở 1,5k. Thì đây các bạn sẽ thấy ở đây có ghi một con 1,5k thì các bạn lắp con trở 1,5k này vào đây. Được chưa? Ở đây chúng ta có một con tụ hóa 10mm. Đây thì các bạn lưu ý là cái phần mà tụ hóa thì cái phần có vạch trắng ở trên thân này sẽ là phần âm. Thì các bạn sẽ hàn phần âm quay về đây. Đây các bạn chú ý hàn dài một chút để chúng ta bẻ nằm xuống này, tại vì ở đây chúng ta sẽ còn một cái đế IC và IC ở đây nữa. Đây các bạn lưu ý hàn phần này trước khi hàn đế, không thì lúc sau chúng ta sẽ rất khó thao tác. Đây tiếp theo các bạn sẽ lắp đế vào. Thì các bạn chú ý là ở đây chúng ta có một cái khuyết, thì tương ứng ở trên đế IC chúng ta cũng có một cái khuyết. Đây các bạn sẽ quay đúng chiều cho mình. Được chưa? Ở đây các bạn sẽ tiến hành hàn đến nút nhấn. Đây chúng ta có nút nhấn như này, các bạn lắp vào đây. Này đây là công tắc nguồn thì các bạn cũng hàn vào đây. Này đây chúng ta có một con trở 10k thì các bạn sẽ dùng trở 10k hàn vào đây. Tiếp theo là đến phần hàn cái cảm biến rung này, thì các bạn cảm biến rung chúng ta sẽ có vị trí đây, chúng ta sẽ hàn vào đây. Rắc IDE để nạp chương trình các bạn hàn vào đây. Các bạn chú ý là rắc IDE này chúng ta có một phần khuyết ở đây, thì tương tự ở đây chúng ta cũng sẽ có một phần khuyết và có ký hiệu là ESP đây, tức là chúng ta sẽ nạp bằng mạch nạp ESP. Đây ở đây chúng ta còn một trở 1,5k, một trở 10k ở đây nữa. Ở đây chúng ta có một con diode MN4007 nữa. Thì các bạn chú ý cho mình là con MN4007 này thì sẽ có một đầu là có vạch trắng. Các bạn thấy không? Thì đầu có vạch trắng chúng ta sẽ hàn về với cái phía mà có hai dấu vạch này. Đây thì các bạn sẽ hàn như này. Tiếp theo là chúng ta sẽ hàn đến led. Thì led của chúng ta thì chân dài hơn, bao giờ là chân dương, thì các bạn chú ý là quay đúng chiều cho mình. Đây các bạn thấy đấy. Ở đây chúng ta sẽ cho chân dương vào đây. Trên mảnh này chúng ta đã, trên PCB chúng ta đã có ký hiệu rồi. Đây các bạn nhét dương vào đây. Đây các bạn nghĩ là từ đây trở lên thì là dương sẽ quay về bên này. Đây còn đây trở xuống thì nó lại ngược lại, dương lại ở bên này. Đây thì các bạn cứ lần lượt lắp hết vào và hàn. Sau khi hàn xong hết thì chúng ta sẽ bắt đầu hàn đến đế pin. Thì các bạn chú ý là đế pin thì chúng ta có âm dương ở đây. Bạn sẽ đây các bạn có hai lỗ này và trên đế pin chúng ta có hai lỗ, thì các bạn chú ý là cho khớp vào nhau. Còn đấy các bạn sẽ dùng vít này. Đây chúng ta có hai bộ vít đi kèm thì các bạn sẽ dùng để bắt vào đây. Thì hàn đây, bạn thấy đúng chiều âm dương luôn. Các bạn xoay đi và các bạn cắt ngắn cái dây này đi thì các bạn hàn vào hai cái lỗ này. Đây là phần giới thiệu hàn, còn đây là một sản phẩm mà mình đã thực hiện xong, đã hàn xong. Các bạn có thể quan sát. Chúng ta lắp pin vào đây, bật công tắc nguồn thì đèn nguồn thế này thì sao? Đây, mình tắt đi. Đây. Thì module này của chúng ta có tên là module LED quay, nhưng mà trên thực tế thì chúng ta chỉ cần lắp. Này, các bạn có thể thấy. Chúng ta sẽ lắp là nó sẽ hiện ra được. Đây, các bạn có thể quan sát một số hiệu ứng.
Đây là hình trái tim. Do là chúng ta quét led mà mình quay bằng điện thoại nên là hình ảnh nó không được đẹp. Còn khi các bạn thực tế nhìn ở ngoài thì mắt của bạn nó sẽ lưu ảnh lại, thì chúng ta sẽ thu được hình ảnh rất là đẹp. Trên đây thì nhóm review giới thiệu đến các bạn module led quay LDE. Với module này thì các bạn có thể sử dụng để đi cổ động, chúng ta có thể lắc lắc để ra các hiệu ứng, hoặc là có thể làm thành một món quà tặng. Video giới thiệu về module led quay LDE của nhóm review đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.